Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2012, nhằm mùng 9 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 4 giờ. Và chúng ta ôn lại cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là kỳ 185. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu triển khai về cái bài thơ có cái nhan đề là Trong Khói Hoàng Hôn. Rồi cùng tất cả các vị Phật tử và tăng ni trẻ thân mến, vì cái việc này tôi đã nói nhiều lắm, nhiều lần rồi. Trong cái cuộc đời, trong đời sống tu học của chúng ta phải tập một cái điều căn bản là luôn luôn mình nhớ mình là người đệ tử Phật, mình là người đang học Phật, thực hành theo giáo lý Phật để có được cái sự an lạc, sự thanh thoát trong cuộc sống. Cho nên là chư liệt vị tôn đức tất cả mọi nơi đều nhắc rằng là đã là người Phật tử thì phải bồi dưỡng chánh niệm, phải thường nhớ ghi chánh niệm, trong lòng luôn luôn có chánh niệm. Khi mà mình có cái chánh niệm, mình nhớ mình là người đệ tử Phật, học đạo hành đạo để mong ngày nào đó đạt đạo chứng đạo, thì mình sẽ có một cái vốn liếng căn bản là nhìn vạn pháp ở đâu lúc nào cũng có thể trở thành cái đối tượng để cho mình tư duy quán chiếu, gọi là đối tượng thiền. Tất cả mọi nơi mọi chỗ mọi sự vật đều có thể là cái đối tượng để cho mình thiền, để mình tư duy quán chiếu được hết. Nhờ vậy mà những cái niệm chân chính xảy ra trong ý niệm mình cũng biết, mà có ý niệm không chân chính, ý niệm bất thiện tội lỗi xảy ra mình cũng biết. Đó là cái nguyên tắc chung, là cái vốn liếng của người học đạo tu tập. Tôi luyện cho mình được cái ý chí như thế thì mình là trên đường tu mình thắng lợi nhiều lắm, tốt lắm. Cái nếu mà mình mất chánh niệm đó thì khi nào giữ được chánh niệm hiển lộ thì mình nhớ những điều lành, những điều tốt. Mà mình mất chánh niệm đó thì những cái điều mà bất thiện, những điều không tốt, những điều tội lỗi xảy ra mình không hay không biết. Đó là do mình
mình mất chánh niệm, kinh điển gọi là thất niệm. Thế là mình tu còn yếu lắm đó. Cho nên cái đó là mình phải tập thôi. Ai cũng phải tập như vậy á. Cho nên tu là tập là vậy. Tôi giờ này tôi bắt đầu nói chuyện để nhắc nhở Phật tử gần xa, cho tăng ni gần xa. Tôi cũng phải vậy thôi. Theo tôi biết thì trừ Như Lai Thế Tôn. Còn những người đệ tử Phật ai cũng đều phải tu tập như vậy. Nếu lời cảnh giác mà quên thất niệm thì có thể những cái niệm bất thiện nó xảy đến mà mình không nhớ, không đối phó kịp. Như vậy là bất lợi. Hình như là Khổng Tử, Khổng Tử nói câu, tôi nhớ không, cái thiện của cái sách Minh Tâm Bảo Giám, Khổng Tử nói rằng là nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi. Trong ngày mà mình bỏ mất, mình quên đi cái niệm thiện á, thì các cái niệm ác nó sinh khởi. Điều đó để nói lên rằng là cái tâm của mình á, ai đó mà dạy tu thiền định mà ngồi sững sờ để mà gọi là thiền định bằng cách sững sờ, gọi là vô niệm đó, cái đó coi chừng là dạy của chúng. Con người, cái tâm con người không có sững sờ để không được, trừ ra khi ngủ mà không chiêm bao, chứ ngủ chiêm bao cái tâm cũng không ở không được. Trừ khi ngủ không chiêm bao nên mới cái tâm nó mới có thể ngừng được, chứ còn bằng không nó hoạt động đều đều. Không niệm lành thì niệm ác xen vô, niệm ác xen vô thì niệm lành mất. Cái lành nó hiển thì cái ác nó ẩn, mà cái niệm ác nó ẩn thì cái niệm lành nó hiển. Sự ẩn hiển đó cũng như là mặt trời ở trên trời vậy. Hãy sáng hiển thì tối ẩn, mà tối hiển thì sáng ẩn, chứ mặt trời thì nó vẫn cứ phải sáng. Mặt trời là cứ phải sáng. Mà khúc mặt đất thì tối hiển, sáng ẩn. Mà không, cái lúc không khúc mặt đất thì sáng hiển, tối ẩn. Chứ mặt trời thì luôn luôn sáng. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên Nguyện Giác Thiền Sư là cũng thấy rõ cái điều đó. Cho nên Nguyện Giác Thiền Sư khuyên tất cả mọi người tu hành đừng bao giờ mà tu tập cái lối thiền định mà ngồi sững sờ, gọi là vô niệm đó, cũng được. Nguyện Giác Thiền Sư có bài thơ: Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tạo vạn thành. Tôi dịch bài thơ đó trong chính đạo ca rằng: ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là thường mong đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh là một thứ ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất hoang uổng, quá đa một kiếp người tràn đầy hy vọng.
để trắc nghiệm. Xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thần? Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức là trả lời. Đây đấy là cái bài thơ tôi đã dịch như thế, người giác nói như thế. Chúng ta nếu mà không phải là ngủ mê, không phải là ngủ mùi thì không có thể là vô niệm được. Chỉ có vấn đề là mình chánh niệm hay là thất niệm vậy thôi, niệm thiện hay là niệm ác vậy thôi. Mà nói về tu thiền á thì suốt cái quá trình mà Đức Phật của chúng ta làm cái việc mà giác tha, khi mà thành Phật rồi đó, tức là Đức Phật làm cái việc tự giác xong rồi làm cái việc mà tha giác hay giác tha đi truyền đạo, thì suốt quá trình đó Đức Phật dạy tu thiền không? Tu thiền tức là tư duy tu, tức là tĩnh lự đó, nằm trong trọn nghĩa của chữ thiền định. Thành ra có người là luôn luôn là phải sống trong tư duy, trong tĩnh lự, gọi đó là người tu thiền. Thì cái bài hôm nay là cái bài, cái nhân đề là trong khói hoàng hôn, tức là nhìn trong đây là trong nhìn đó, quan sát. Thì cái bài này chỉ có một bài na ná nữa, tôi có làm bài na ná nữa, cũng là khói hoàng hôn, cũng là khói, cũng là trong khói, nhưng mà khói bình minh. Trước đây tôi có làm một bài là trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ, thập thiện nơi nào ở đấy trời. Lần đó tôi đốt khói, đốt lá thông ung, lá thông chơi vào khoảng 7:30 và khoảng 7:30 buổi sáng, khói nó lên mịt một vùng, vậy tôi gọi đó là, tôi làm bài thơ gọi là trong khói bình minh, để nói lên rằng là cái bài đó để nhắc nhở rằng là nhìn khói mà nhớ trời, nhớ mây, nhìn mây mà nhớ rằng trời và người và thần thánh, nhìn khói mà nhớ mây, nhớ trời. Mà nhớ tới trời thì trời là ai? Cái bài đó để nhắc nhở với Phật tử gần xa rằng là trời ở trong tâm ta, tam giới ở trong tâm ta, mà tam giới trong tâm ta thì trời cũng ở trong tâm ta, chứ nó không phải là ở trên mây lồng lộng ở phía gọi là phía trên ta. Cái phía trên đó không phải là trời thiệt đâu, không có ông trời nào trở hết. Trời theo định nghĩa của Khổng Tử là thiên giả, là lý thế chi đương nhiên, nó là một cái sự thế, một hình thái trong nhiều hình thái tương quan tương duyên của vũ trụ vạn hữu. Thì mình nói vậy đó, mình thấy vậy đó, mình nói lên, chứ còn lên chứ xuống đó thì đối với cái quả địa cầu, đối với cái sự vận hành của vũ trụ, của mặt trời, mặt trăng sao đó, thì cái vấn đề mình gọi là lên xuống đó, nó không có cố định, nó không có cái lên xuống trên chứ chân thật cố định gì hết. Lúc có thể gọi là trên, cũng từ đó cũng có thể nó trở thành dưới.
nhìn kiểu nào đó thì nó lại là đông, mà nhìn kiểu nào đó thì nó lại là tây. Đến một phía khác nhìn nó thì nó lại là ra chuyển ra nam ra bắc, đi dài dài đều đều vậy, không có cố định. Cho nên trời là trời trong tâm ta, cái đó nhắc nhở nhiều lần rồi. Bây giờ cái này là trong khói hoàng hôn, cái bài là thế này, trong khói hoàng hôn. Hoàng hôn là khói, cũng đốt khói mà đốt khói buổi chiều. Vậy cái bài trong khói hoàng hôn này để nhắc nhở về cái chân lý vô thường trong khói hoàng hôn. Nhìn khói mà thấy mây, thấy mây rồi cũng nhớ trời. Mà đây là nhìn khói bằng cách mà nó lan tỏa, nó lan tỏa trong mấy giây đồng hồ vậy đó. Mà cái chỗ đồi Tà Dương tôi ở đây thì thường thường là gió đều đều cả ngày, cả ngày đêm, ít có khi không có gió. Chỗ này, cái đồi này tương đối là nó cao, cho nên là lúc nào cũng có gió. Vì vậy mà đốt thông chơi vào một buổi chiều thì là một sát na trước đó thì khói nó bay từ hướng, nó thổi về hướng nam, tức là ngọn gió hướng bắc thì nó thổi về hướng nam. Rồi một phút giây sau đó thì nó lại trở ngược qua, nó thổi qua hướng đông. Rồi một giây sau đó thì nó lại ngược qua hướng tây. Rồi một giây sau đó nó lại ngược về hướng bắc. Ở đây bởi vì đồi với núi nhiều cho nên khói nó hay quẩn. Thì từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thì là tám hướng đều có thể khói nó loan, nó tỏa ra một vùng rộng lớn nhanh chóng như vậy. Từ đó tôi mới cũng gọi là hồn thi sĩ. Hồn thi sĩ kiểu mình không phải là thi sĩ tình tứ hay là ác, ước ác hay là mơ mộng, mà ở đây nhìn đâu cũng thấy đạo Phật hết trơn. Tôi thì tôi nói cái đó cũng các bạn nghe cũng khó tin đó, nhưng mà cái đó thì chừng nào ai có mới biết. Đối với tôi giờ ví dụ như tôi lúc nào giờ nhìn cái gì tôi thấy cũng có đạo Phật trong được hết. Và cái đó nói như vậy là hồi nhỏ tôi cũng không tin. Các vị tổ sư tiền bối người ta nói rằng là luôn luôn mình tập lúc nào cũng có chánh niệm, mình đã trong chánh niệm vậy đó. Hồi nhỏ mình không tin, bởi vì hồi nhỏ mình còn nhiều cái thứ muốn, những cái thứ cần, những thứ tham và sân si đủ thứ, cho nên đặt vấn đề mà tư duy thiền định quán chiếu mà ở trong chánh niệm đó thì khó tin. Nhưng mà nếu mà các vị lớn tuổi rồi, các vị biết, các vị đã lăn lộn ở trong cái cõi trần ai này, các vị chịu đựng nhiều thứ quá, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó tràn trề cuộc sống mấy mươi năm rồi. Thì bây giờ là các vị đã mỏi mệt rồi, lớn tuổi rồi, các vị không muốn nghĩ gì nữa hết. Mừng cũng không muốn mừng, giận cũng không muốn giận, thương sợ yêu ghét muốn giận, nó muốn nghỉ ngơi, không muốn gì nữa hết. Cái điều đó là lớn rồi mới kinh nghiệm mới có cái đó. Nhưng mà cái đó là cũng phải có cái học giống Phật à. Phật có học đạo hành đạo, có cái tâm hy vọng để giải thoát giác ngộ thì mới có. Chứ có người cũng lớn tuổi mà cũng không có muốn nghỉ. Do vậy mà tôi nói thơ của tôi làm mà tôi nói rằng là nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Cả tuổi tôi về đây là nó không muốn nghĩ cái gì nữa hết. Nhìn đâu nó cũng có thể cắt nghĩa bằng đạo Phật, cũng có thể quán chiếu tư duy bằng đạo Phật. Là tại vì nó không còn thấy
thèm thuộc cái gì nữa, không còn thấy mong ước cái gì nữa, không có thể không có muốn cái gì nữa, kể cả ăn uống nó cũng không có, nó không có thèm, nó cồn cào, nó khó chịu trong trong bụng thì phải đẩy nó vô, đưa nó vô miếng gì đó, chứ nó cũng không có thèm cái gì. Cho nên lớn tuổi rồi là nếu mà mình có giống Phật, mình bồi dưỡng nó lúc nhỏ ha, rồi tới chừng lớn lên nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, mà nhẹ nhàng sung sướng vậy đó là gọi là an lạc, mà an lạc là cái bước thứ nhất. Còn cái mà gọi là cực lạc đó là cái bước cái đỉnh cao, bởi vì chữ cực lạc tức là niết bàn đấy. Chữ cực lạc là thuộc về kinh điển ở Tôn Tịnh Độ, ta gọi là cực lạc. Còn ở như thiền tôn của Đức Phật Thích Ca đó, thì cái chữ cực lạc đó tức là niết bàn. Do vậy cho nên tôi nhắc với tất cả trẻ cũng như Phật tử gần xa đó, mình đừng tưởng đâu là cực lạc với niết bàn là hai cái riêng ở cách ly từ dưới đất lên trên trời, không phải đâu, nói gì không có trúng. Cực lạc là ngay cái cõi mình đang ở, mình ở đâu, mình ngồi đâu, ở đâu, nước nào, xứ nào, đất nào, trong cái trên mặt địa cầu này, cái vùng con người của mình ở đây, ở đâu thì là, mà cái tâm mình an lạc, thanh tịnh đó thì ở đó là cực lạc, ở đó là niết bàn. Cái đó quan trọng lắm. Chứ cực lạc với niết bàn không phải hai cảnh giới ở xa. Kinh điển này người ta nói là từ đây qua phương Tây, các mùa 10 mùa ở cõi nước có một thế giới tên là cực lạc, nó coi chừng kinh điển. Theo tôi là phải coi chừng. Cho tới tuổi này rồi tôi bắt đầu tôi xét lại kinh điển nhiều lắm. Kinh điển nào khế lý, kinh điển nào khế cơ, kinh điển nào thuộc về đệ nhất nghĩa, kinh điển nào thuộc về là phi đệ nhất nghĩa, tức là phương tiện, kinh điển nào dạy về chân lý cứu cánh, là nhiều thứ kinh điển lắm. Cho nên học kinh Phật là phải, hồi xưa truyền bố người ta chết là ta nhận định đó, ông trí giả thiền thai gọi là trí khải, ông đó ông thiền sư đó phải nói rằng cái tâm của ông, cái trí tuệ của ông là sâu sắc lắm. Ông chia ra nhận thức kinh điển nó phải có giáo lý nào gọi là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Kinh điển nó có nhiều thứ vậy đó. Nhìn về kiểu nào đó thì kinh điển nào đó là kinh điển liễu nghĩa, còn kinh điển nào đó là kinh điển bất liễu nghĩa. Thậm chí là nhìn vô kinh điển đó soi rọi, người ta biết kinh điển đó là kinh điển ngụy tạo cũng có. Còn nếu không phải ngụy tạo thì đó là phương tiện. Phương tiện tức là bất liễu nghĩa, mà học đạo phải biết cái đó, phải dám lựa cái đó ra. Chứ không phải là người gọi là kinh cái rồi cái chữ nào mình cũng nghe y nhau bằng nhau, cũng quý bằng nhau, mà thứ nhất là nghe kinh rồi lại là bậy dữ lắm. Kinh để học, học để học tức là nghe để học, tức là văn tuệ. Mà khi nghe để học rồi á, mình dùng cái trí tuệ mình trọn quyền suy nghĩ, trọn quyền tư duy, nhận thức, mà tư duy nhận thức sâu sắc đó thì gọi đó là thiền định đó, gọi là định, tức là tư tuệ tức là dùng trí tuệ mà suy nghĩ, mà nhận thức, mà đánh giá phù hợp đúng chân lý, đem lại sự thực tế cho sự an lạc giải thoát của con người hay không. Còn nếu cái tư duy suy nghĩ mà những cái điều nói đó nó thuộc về cái loại vấn vương gì đó, thậm chí là của tài giáo ngoại đạo, nó trộn lộn ở trong gọi là ba tạng kinh điển của Phật, mình cũng phải lựa ra cho được. Đó, cái quan trọng của thiền định của tư duy là cái đó.
nghe rồi cái nhận thức là biết đánh giá liền đó là ngụy tạo hay là cái điển thiệt, biết liền đó là phương tiện hay là cứu cánh, biết liền đó là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa, nghe biết liền. Cho nên mình học đạo mình thấy phải nhờ gặp thiện hữu tri thức, nhờ gặp minh sư là nhờ cái đó, chứ không phải minh sư là đụng cái gì cũng dạy tu là bậy chết à. Dạy của thiền mà hành hạ cái không phải chết rồi, ngồi ba tiếng sáu tiếng để thi được chấm điểm nhau là ngồi giỏi, không phải vậy đâu. Thiền thì tốt đấy, nhưng mà thiền không phải hành để ngồi. Cũng như thiền là biết bao nhiêu vấn đề mình có thể tư duy để mình nhận thức chân lý, mà bắt mình nghĩ một cái câu vô lý không có nghĩa, trước khi cha mẹ sinh ra ta, ta là ai, câu thiền tầm bảy như vậy mà thiền cái gì. Ta chưa có mà đặt ra vấn đề trước khi cha mẹ sinh ra ta, ta khi cha mẹ chưa sinh ra ta là ai, đặt cái đó tưởng tượng cái là chi ngu vậy. Ngay bây giờ phải hỏi ta bây giờ ta là ai, cái câu hỏi đó còn mà thiền nó mới có ra manh mối để mà nhận thức cho biết mới được. Ngũ quẩn giai không đấy, ta là ai, hỏi trả lời vậy. Nói Đức Phật dạy và ngũ quẩn giai không, sắc không có thật, dù là có nhưng mà sắc có mà có không thật, thọ có mà có không thật, tưởng hành thức ngũ quẩn có hợp lại thành sắc này là có, nhưng mà cái có đó là trung trùng duyên khởi. Địa đại, hỏi cái gì là địa đại, cái gì là đất, đố ai nói cái gì là đất trung. Đất nó có là do có tất cả cái khác. Thủy đại, cái gì là nước, đố ai nói cái gì là nước trung. Dầu là nói cái ký hiệu của nó là H2O, là oxy và hydro cộng lại nó thành ra nước này. Nó là nói kiểu khoa học, nó chơi vậy thôi chứ cũng không trúng gì hết. Gió lửa đất nước, gió lửa địa thủy hỏa phong không kiến thức hợp lại thành sự vật hiện tượng hữu tình vô tình trên cái con đời này, mà cũng đố ai tìm ra cái nào là cái đầu tiên, cái nào là để làm ra cái nào. Cái đó đạo Phật gọi là chân lý duyên sinh, mà duyên sinh thì nó như quyển. Nên tìm cái tâm này đây mà để mà trả lời như vậy, Phật giải thiền định như vậy để chi? Để thấy rằng nhất thiết hương như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diện, như cảnh sát bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Thấy ra ảo ảnh như vậy để rồi mình đừng có quan trọng nó, để rồi mình làm chơi, ăn chơi, sống chơi, vui chơi. Rồi lúc nào đó nó không mạnh khỏe nữa, nó bệnh hoạn thì nó khó chịu quá, mà tôi uống chơi, mà uống chơi mà không chết là chết chết đó. Tôi ưa nói cái đó, mà cái đó cuộc đời của tôi là thiệt đấy. Bao nhiêu chục năm rồi tôi huấn luyện bản thân tôi là bằng kiểu đó, bởi vì tôi thấy rằng là chân tánh hữu như không, duyên sinh cố như nguyện, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi cái chân và phi chân, vân hà kiếm sở kiếm, vân vân. Đọc mấy cái đó thích lắm, cho nên mình trả lời được đó chứ. Trả lời cái phần này là ai, ta là ai, chứ còn khi cha mẹ chưa sinh ta là ai. Cái câu hỏi bậy bạ của mấy cha gọi là thoại đầu, gọi là công án gì đó, đồ bán lắm. Tiền bối tôi cũng không ngán luôn. Tiền bối nói đúng là tôi quý. Thí dụ như là quyền giác thiền sư mà chứng đạo ca, nó nói là sâu sắc. Vậy mà tôi còn có chỗ tôi còn điểm ở trong đó mà điều tôi không nói ra. Nói ra là các vị nói tôi sẽ cái nào cũng dường như cũng không đồng ý hết. Có, bởi vì dù là của quyền giác nhưng mà biết đâu có người ta trộn lộn trong một hai câu sao. Cho nên có những cái tôi điểm trống á mà tôi chưa nói đó,
chứ không phải là chứng đạo cao. Tôi dịch vậy đó, nhiều người quan nghênh lắm đó, trong nước ngoài nước nhiều người quan nghênh lắm đó. Mà cái mà tôi muốn điểm quyền ở trong đó tôi chưa nói, chừng nào ai hỏi riêng tôi mới nói. Mà hỏi riêng là hỏi nhỏ chứ hỏi lớn cũng chưa nói nữa, bởi vì nói nó làm cho nó đổ vỡ cái phần tưởng của anh ta. Do vậy mà cho tới bây giờ có những cái tôi nói mà có những cái tôi cũng chưa dám nói, bởi vì nhiều người ta đặt cái đó là thần tượng. Mà nếu mà mình bấm cái quyền đó, nó bật cái nó so ra, cái nó thành nó đổ vỡ cả cái bộ máy của người ta, của cái máy móc mình ta đang thần tượng đó. Đây tôi thì có cái tật nói cũng hơi nói nhiều, bởi vì trong đầu tôi nó đúng ra bây giờ nó dù số vấn đề cái gì nói cũng được, mà nói mà nó thông qua cái nền giáo lý căn bản của đạo Phật, chứ còn cái ở ngoài nói không được rồi nha. Cái mà của các vị thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ mà người ta chế ra cơ khí máy móc là khoa học kỹ thuật cao rồi để xây dựng cuộc đời đó, cái đó thì tôi nói cái đó không được à, không có nói nhiều được, nghe biết cái ít thì thôi. Còn như là cái gì mà nó ăn vô trong cái nguồn giáo lý của đạo Phật này là có thể tôi nói vô tận được. Nhưng mà nói vô tận là tôi nói vậy đó là do cái sự tu tập của tôi, chứ không phải là cái mà tôi nói rồi người ta nghe, người ta quan nghênh hết. Nói đâu cho rõ ràng. Cái của tôi biết, không phải tôi nói là ai cũng bằng lòng. Đương nhiên là có người bằng lòng, mà cũng có người không bằng lòng. Không bằng lòng là gì? Người ta không có hợp với cái tần số của mình, cái khuynh hướng mà của người ta, cái đức tin của người ta nó không giống như mình, cho nên người ta không bằng lòng. Cái đó cũng là điều tất nhiên thôi. À, nói động ra thì không biết chừng nào cho hết. Thôi thì bây giờ mình trả vô cái bài trong khoái hoàng hôn này để nói lên cái gì? Đây để nhắc nhở về chân lý vô thường này. Trong khói hoàng hôn, ngọn khói hoàng hôn gợi ý chi? Gợi ý chi đây? Phút giây lan tỏa tám phương trời. Giữa hình bắt quá rồi, coi vẽ cái mà mình gọi là cái mặt trăng. Cái mặt trăng một bên là trắng, một bên là đen. Đợi giờ có người họ vẽ cái mặt trăng ở giữa cái hình bắt quá đó đó, là bên là đỏ, bên là đen cũng được. Nhưng mà cái gì đi nữa thì ví dụ bên đỏ thì có cái chấm bên đen, mà bên cái phía nữa mặt trăng đen nó có cái chấm đỏ. Đó, vấn đề là triết lý là chỗ đó. Triết lý của vũ trụ, triết lý của vũ trụ nó cũng nằm ở trong cái điểm hai cái điểm đó. Thế thì là mình nói là tám phương đó là có để nhắc nhở rằng là cái vũ trụ này mình nói bốn phương nó không hết đâu. Đông Tây Nam Bắc chưa hết, mà phải là tám phương. Bốn phương được gọi là tám hướng. Tám hướng là càng cảm kính chánh tối liên không rồi, càng tam liên. Trong cái hình bắt quái nó dễ là cái hướng càng đó là tam liên, đó là hướng tây bắc. Ba cái gạch liền không có đứt rồi khảm trung mãn chánh bắc được tí. Chánh bắc là hướng bắc là ba cái gạch, nhưng mà gạch thứ nhất là đứt, gạch giữa, gạch thứ hai là đầy đủ, rồi cái gạch thứ ba đó là đứt đoạn. Thì cái câu là khảm trung mãn ha, nó đầy ở giữa mà hai gạch nhất gạch ba đó thì nó lại bị đứt đoạn, lại để như vậy. Cho nên cái nó học cái bát quái nó chơi cũng là một cái thứ chơi nữa, nói ra biết chuyện nào cho nó hết. Chánh ngữ bồn, chánh đông đương mẹo, tốn phúc hoàng đồng bạc sử dân dân dân. Nói chuyện dài chuyện lắm. Cho nên học Phật cũng cần hiểu nhiều,
mà hiểu nhiều mình mới giải thích hết cái vũ trụ được. Cho nên là bắt quái của hành gì mình cũng phải học hết. Dù cái đó không phải đạo Phật nhưng mà mình cũng phải học, phải nghiên cứu hết. Cũng như là nội trong cái đàn chơi đó, cái đàn để đàn chơi đó, đừng tranh, đừng cò, đừng kiềm, đừng gáo, đừng độc quyền để này kia đó, là tôi giải thích cái đàn các vị nghe mấy ngày cũng được, nếu các vị muốn nghe. Tôi quăng cái đàn ra đó rồi là tôi giải thích là ngày này qua ngày kia được hết. Đạo Phật không có trong cái đàn. Tôi nói kiểu đó là người ta nghe người ta nói chắc tôi cũng hơi khùng khùng cái gì đó. Không đâu, không có khùng đâu. Quăng cái đàn ra nó giảng luôn ngày này qua ngày kia. Tại nên cái giờ mình bắt quá ra tôi cũng giảng ngày này ngày kia được hết chứ. Nhưng mà hơi đâu mà hơi sức đâu mà nói dữ vậy được. Dù nói rồi phải nghĩ đi nữa mà cũng nói ngày này qua ngày kia được đấy. Phải nghĩ. Nói hoài được hoài. Đem hình bắt quái ra. Hoặc là quăng cái đời ra. Cái gì cũng có thể nói được hết. Các người hỏi tôi, ủa sao kỳ vậy? Sao cái gì cũng nói đạo Phật được, được chứ? Tiền bối xưa kia có một cái ông mà mình là cả mấy ngàn năm ta tôn thờ đó, họ thế kỷ thứ sáu tây lịch đó, ông nói rằng là nhất thiết chư pháp như vị tiền bối nói, nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu thị tất ư bồ đề trung kiến bất thành tịnh. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy mà bản thân chúng con, bản thân mình không hiểu, để cho buông trôi là lăn lộn lây lấp ở trong cái dòng chảy của vô minh. Thế cho nên ở trong cái cảnh bồ đề, trong môi trường hoàn cảnh của bồ đề của trí tuệ mà nhìn giải pháp thấy không có thanh tịnh, ở trong cảnh giải pháp mà thấy lúc nào mình cũng bị ràng buộc, bị trói chặt trong đau khổ, mấy câu đó hay dữ lắm. Còn như lục tổ của đang sẽ nói rằng là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian, ly thế mức bồ đề khác gì cầu khó giác. Muốn tu học Phật pháp hãy nhìn vào hoàn pháp mà nhìn thấy đạo Phật, thấy chân lý ở trong vạn pháp, chứ chân lý của đạo Phật, của Phật dạy không ngoài vạn pháp. Bỏ hiện tượng giải pháp ra mà đòi tìm cái giải thoát, cái giác ngộ, tìm cái quả vị Phật ở đâu, là cái người đó tu tầm bậy, dạy tầm bậy, không bao giờ tìm có được cái sự giải thoát giác ngộ nào ở đâu khác hết. Đấy, đó là câu lục tổ gắn năng mở. Lý thế mức bồ đề khắp gì cầu thôi giác. Trốn chạy hiện tượng giải pháp mà tìm quả gì giải thoát giác ngộ ở đâu đó không bao giờ có, kể cả ở cực lạc ở Tây Phương. Hy vọng trốn chạy cái cõi trần gian này, hy vọng trốn chạy sự nhật hiện tượng ở trần gian này để mà nhờ cái quy lực của Phật Di Đà thần tay cái án mà đi bắt gì hồng hay gì đó, tu đi gì đó, cái kéo về cảnh giới cực lạc ở trên để mà tìm giác ngộ. Lục tổ Huệ Năng nói cái đó không có. Hỏi Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca cũng nói không có. Bởi vì ta là Thích Ca đây, ta là Thích Ca Mâu Ni Phật đây, mà ta thành Phật ở cõi ở trên mặt đất này, ở xứ Ấn Độ đây, các ngươi biết rồi đó chứ.
lịch sử của ta, cha mẹ ta sinh ta ra ở xứ Ấn Độ này, rồi ta đi đi học đạo, rồi hành đạo, rồi ta đạt đạo ở xứ Ấn Độ, mà ta dạy gọi là kinh điển, gọi là đạo Phật, và ta dạy cho các người học đó là ta là người ở Ấn Độ mà ta có niết bàn từ đó. Chứ ta đâu không phải bay qua cái phía mặt trời lặn hay mặt trời mọc gì đâu. Cho nên là ta đâu có cần tìm cái cảnh gì gọi là cực lạc hay là niết bàn ở cái xứ nào khác đâu. Vậy mà bây giờ các đệ tử ta đòi chê cái cõi niết bàn của ta có ở tại cái mặt đất này, mà phải đòi bay lên cái phía tây cách 10 muôn ước cõi nước mới có một thế giới tên là cực lạc. Vậy là các ngươi chê ta rồi hay là sao? Các người chê đất nước của ta đang ở là xấu lắm hay sao? Mà nếu các người đã chê ta thì lại các người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để làm gì? Cái câu đó các người có biết không? Các trò có biết không? Các trò niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là các ngài cung kính, tôn trọng thầy của mình. Chỉ bổn sư là thầy của mình, là thầy của chúng con, là Đức Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là các trò đã chịu niệm như vậy rồi, các con đã bằng lòng tôn thầy làm thầy rồi, là giống như cha mẹ rồi. Còn thầy thì coi các con như em, cho nên là gọi là chữ đệ đó, chữ đệ là em. Còn các con coi thầy như là cha mẹ, cho nên gọi là tử. Tử là con. Các trò coi thầy, quý thầy như cha mẹ, tự đặt mình như là con. Còn như ta đây là thầy, nhưng mà ta không có chịu làm lớn đâu. Ta coi các trò cũng như là người em vậy. Cho nên gọi là đệ tử, chứ đệ là em như vậy. Mà đã chịu làm đệ tử của ta rồi mà chê cảnh giới của ta không đẹp, không xấu, chê. Rồi chê, mà chê cảnh giới của ta xấu, để mà đòi đi qua bên cái cảnh giới cực lạc ở phương Tây cách 10 muôn ức cõi. Vậy là tôn ta làm thầy để làm gì? Làm con mà chê cái nhà của cha mẹ mình nghèo xấu để đi tìm chỗ khác ở, thì còn tin tưởng quý trọng cha mẹ nữa để làm gì? Hay là đã hết quý cha mẹ của mình rồi sao? Cha mẹ mình nghèo, cảnh giới nhà cửa cha mẹ mình xấu, mình không thèm ở nữa, mình đi. Vậy là còn nhận cha mẹ để làm gì? Cho nên coi chừng á nha, tu tịnh độ mà không có học Phật là coi chừng á. Còn cách 10 muôn ức cõi nước, vậy chứ mỗi một cõi nước là bao lớn, diện tích bao nhiêu? Mà 10 muôn ức cõi nước như vậy thì phải đi bằng gì? Đấy, nó nhiều chuyện rắc rối à, coi chừng à, đừng có tưởng đâu tu tịnh độ là dễ ăn đâu nha. Dễ ăn là do tưởng tượng thì dễ ăn thiệt. Mà tưởng tượng thì làm sao thiệt được? Sắc quẩn thọ quẩn hành quẩn tưởng quẩn, tưởng quẩn là một thứ không ra gì, một thứ không có gì. Cho nên là Đức Phật đã dạy là ngũ quẩn giai không, trong đó có thọ quẩn giai không, tưởng quẩn giai không. Mà mình sống bằng tưởng tượng thì làm sao mà trúng với đạo Phật được? Cho nên coi chừng mà nha. Tôi đây là có những cái cô học trò, hồi đầu tôi nghe kinh tôi cũng làm cái viết một cái lá thơ rất là cảm động, bởi vì có trình độ mà viết lá thơ hay lắm. Tự giác cái đời, tự đặt mình là xin làm đệ tử tôi. Xin là đệ tử tôi thời gian là cái kiểu của tôi nói gì đó không nghe, không vui nữa. Rồi cũng viết một lá thơ rất hay để xin là không làm đệ tử tôi nữa, mà làm đệ tử tịnh độ để được giảng sanh. Rằng là để xin phép để đi tu tịnh độ để nhờ Phật cứu độ được giảng sanh. Thì thiệt ra thì đối với tôi là không có ai là đệ tử hết á. Ai nghe kinh tôi bằng lòng nghe rồi cùng đi con đường đó để tu tập đó, thì chúng ta là đệ tử của Phật Thích Ca.
các vị cũng đệ tử Thích Ca, tôi cũng đệ tử Thích Ca. Còn tôi nói mà các vị nghe đó chẳng qua là thiện hữu tri thức. Người anh đi trước nhắc nhở dẫn dắt người em đi sau, đó là tất nhiên. Cũng như Đức Phật xưa kia, Đức Phật là người giác ngộ trước, tự coi mình như người anh, cho nên là gọi đệ tử bằng đệ, gọi học trò bằng đệ. Còn học trò tự quý Đức Phật, tự coi mình là như là con, cho nên mình gọi là tử, đó là chữ đệ tử của Phật. Còn tôi cũng vậy. Các vị thương quý kính học nghe kinh được giác ngộ, được vui vẻ, được an lành, thì các vị tâm kính tôi, tự đặt tôi là thầy, cũng không sao, cũng cảm ơn. Nhưng mà phần tôi thì tôi coi các vị như là đàn em, là những người đi sau. Nếu bằng là nghe kiểu của tôi rồi, cái học hiểu của tôi, cái chiều cao đó, thì tôi coi tôi là như là đàn anh, mà các vị như đàn em. Chứ tôi cũng không coi như như là ông gì nghiên cứu. Do vậy mà khi mà đưa vô một lá thơ để bạn xin làm đệ tử, tôi cũng y như vậy, không hề có thêm vui mừng gì hết. Rồi tới chừng mà đưa ra lá thơ đó làm xin đi tu pháp môn khác, tu tịnh độ để nhờ Phật rước giảng sanh, thì tôi cũng y như vậy, tôi cũng không có cái niệm gì khác. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc là trước cũng như bây giờ, cũng như sau này, ai tu pháp môn tịnh độ hãy coi chừng, không phải dễ dàng như người ta tưởng rằng hãy kêu tên Phật, thường kêu tên Phật vậy đó, thì kêu tên nhiều rồi Phật rước đâu, không có coi chừng à. Đức Phật Thích Ca là bổn sư của mình, là thầy của mình, mà mình đã hất hủi, mình đã chê bỏ cái chỗ của ổng rồi, cái đất nước mà ổng đã có niết bàn rồi, lời dạy của ổng mình đã không nghe rồi, tức là mình đã bội sư phản sư rồi, mà mình đòi đi đầu hàng, đi quy y với một người ở phương trời xa lạ nào đó bằng tưởng tượng, thì hãy coi chừng đó. Hãy coi chừng cái pháp môn tịnh độ đó, vô tình mình phản bội thầy mình, mình chê bai cái xứ sở, cái quê hương của thầy mình, thành tựu cái quả vị bồ đề niết bàn mà mình chê đó, coi chừng phản bội. Phản bội thì Phật Thích Ca cũng chẳng sợ, chẳng nao núng. Có cái điều là mình phản bội thầy mình rồi đó, thì mình đi kiếm một cái ông mà ở cách 10 muôn ức cõi nước, có một thế giới tên là Cực Lạc, coi chừng không có đó nha. Không có đó. Coi chừng ảo tưởng quan đường, thật sự là quan đường ảo tưởng đấy. Bởi vì theo giáo lý Phật Thích Ca dạy là pháp giới là bất dị, tất cả giải pháp đều là thanh tịnh hết. Tâm con người cũng thanh tịnh, một pháp cũng thanh tịnh. Tâm con người thanh tịnh trong sáng gọi ra là Phật tánh, mà giải pháp, cái tánh thanh tịnh của giải pháp gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh đều tự nó thanh tịnh. Cho nên là tu theo Phật á, là chỉ là mình trở về những cái tánh tịnh bản nhiên vốn có của Phật tánh, của pháp tánh, tức là của mình và của sự vật hiện tượng. Chứ mình chẳng có thành cái gì xa xôi, không cần có cái xa xôi nào hết, mà mình cũng chẳng có thành cái gì đâu. Mình trở về cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, là Phật tánh của mình đó, trở về sống bằng với cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, đó là pháp tánh của hiện tượng đó. Còn phản bội Đức Phật Thích Ca mà mong ở một cái cảnh giới khác thì coi chừng không có đâu. Tùy kỳ tâm tịnh mới có Phật độ tịnh. Tâm mình có thanh tịnh thì mới có quả Phật thanh tịnh. Ở đất nước Việt Nam mà nhẹ nhàng an lạc rồi đó, thì đi qua bên Pháp hoặc qua bên Úc hoặc qua bên Mỹ gì đó mới có an lạc được. Chứ nếu mà ở đất nước Việt Nam này mà đã còn tràn ngập đủ thứ, thì có đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc, đi Đức, đi Anh gì đó cũng đều không có an lạc được. Ở đất nước Việt Nam này mà nghèo khó cùng cực quá, mà qua bên Anh, bên Pháp, bên Úc, bên Mỹ mà muốn có an lạc hơn là phải trổ nghề
phải ra sức làm thì mới có đô la được. Chứ ở đây là chúng ta nghèo rồi mà qua bên các cái nước dân minh của ta đó mà ăn mà chơi mà nhẫn nhơ mà không làm á thì nó cũng nghèo và cực, rồi cũng để cái homeless hay gì đó, thậm chí là tệ hơn nữa, đi làm nghề cướp giật giật bậy bạ, nó bắt nó bỏ tù chết. Cho nên là nãy giờ tôi nói vậy thì cũng khá lâu rồi đó chứ, mà nó chưa vô cái, nó chưa vô cái bài thơ, chưa hết bài thơ. Là tại vì là tất cả các pháp đều là pháp pháp, nói cái gì nó cũng là cái đối tượng để cho mình tư duy quán chiếu, nên nhắc nhở mình tu hành, được sửa thân, sửa miệng, sửa ý, cải tạo thân miệng ý, thân hữu ý của mình được hết. Chứ không phải là không phải nói trời trời Phật trời trời với mình mới gọi là tu đâu. Cho nên là tôi có bài thơ mà mấy ông tiến sĩ cũng vậy, là tôi nói tiến sĩ sao ông lại thoái lui, học bằng cấp tiến sĩ đàng hoàng mà về mình đi cúng nguyện cầu nguyện gian xin lại lục trời Phật khấn khứa để mong cho được giải thoát giác ngộ, mong cho được an lành hạnh phúc, rồi cầu nguyện đem công đức của mình mà cầu nguyện cho má gia, cho thí chủ mình là ăn giàu có đấy. Cái đó là bậy, đâu phải tiến sĩ vậy được. Cho nên là tôi biết có bài thơ là tiến sĩ sao ông lại thoái lui, mẹ công chót lưỡi uống dành môi, mồm thì xin ngôn ngữ, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng niệm nguyện từ bi, hồn đơn phát chiết xin về hướng, phù hộ đoàn con thoát khổ nguy. Cái ông tiến sĩ mà đi làm cái việc mà cầu nguyện gian xin lại lục dùng, cầu nguyện thế cho thí chủ để mà đem lại phước đức cho họ đó, là coi chừng tiến sĩ đó đó nha. Tiến sĩ mà đi cầu tùm lum ở nghĩa trang ở nghĩa địa đó, đánh mà đánh đậu đánh ta chen chen chóc chóc họ ha he ngoài nghĩa trang nghĩa địa đó, coi chừng tiến sĩ đó đó, không phải để tử Phật đâu á nha. Người ta tu cái đạo gì thì chuyện của người ta, mình không có quyền đó, nhưng mà đạo Phật thì không phải làm vậy được. Chứ còn thí dụ như người ta hò, người ta hát, người ta nguyện, người ta cầu, nhưng mà người ta nói người ta không phải đạo Phật thì mình không có quyền phê phán cả nha. Bởi vì tự do tín ngưỡng trên thế giới bây giờ là hầu hết là đều có cái câu đó rồi. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì người ta hò hát, người ta tụng niệm, hay là ta lễ bái, hay là cất cứ gì đó chuyện của người ta, nếu người ta không phải đạo Phật. Còn như tôi đang nói đây là tôi đang nói của những người mà có phát cái tâm hướng về cái con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngọn khói hoàng hôn gợi ý chi, phút giây lan tỏa tam phương trời, mong manh biểu hiện vô thường ấy. Thấy khói là nó lan tỏa như vậy đó, là để nói thấy, để mà nhìn cái sự biểu hiện vô thường của nó rất là mong manh, nhìn lắm. Trong vòng mấy phút rồi nó đã kiến ngọn khói từ đông qua tây, từ nam qua bắc, từ đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, nó đi tùm lum hết cả một vùng trời. Thấy cái sự là lan tỏa nên trong như vậy mà nghĩ đến cái sự vô thường, mong manh biểu hiện vô thường ấy, tàn hại trần gian mấy sát na. Thấy sự vô thường nó mau chóng như vậy mà nghĩ đến nhiều cái, nghĩ đến cái sự vô thường của bản thân, nghĩ đến sự vô thường của đất nước, nghĩ đến sự vô thường của cỏ cây hoa lá, nghĩ đến sự vô thường của hiện tượng vật pháp, đều là vô thường nhanh chóng lắm đó. Học cái bài này là để nhớ cái đó.
nhìn vô bản thân, vô thường lão bệnh bất diễn nhân kỳ, triêu tồn tịch giống sát na dị thế. Có ai ngờ rằng là mình có thể trong năm này mình có thể chết không? Ít có ai nghĩ rằng là chuẩn bị tư thế rằng trong năm này mình chết. Vậy mà có thể trong năm chết, thậm chí là không được năm nữa. Chết trước cái mà mình chịu trụ trong một năm nay. Mình có là ví dụ như ai cũng biết đất chui, đất sụp, đất lở, trong một giờ phút của một cơn bão nào đó, là những người ở cái chỗ mà đất triền, đất núi, bãi sông, nó có thể bị đất sụp, đất lở, đất chùi, nó làm chết ra là mấy hôm đài nữa. Cơn bão số 4 của Việt Nam này, thì tôi nghe ở miền là cực Bắc, cao nguyên ở miền Bắc của nước ta đây này, là chết ghê, là trên dưới 10 người đây. Thế thì mình chịu trù, mình nghĩa là có thể mình lo sợ trong năm có được không? Mình nghĩ rằng mình có thể là trong năm rồi mình chết, mà chưa tới trong năm đó nha. Tình cơ một cơn bão số 4 cho tới là chết cả 10 người đó. 10 người đó ta đâu có nhiều trù, ta chết trong năm nay đâu. Đó là mong manh nghĩ đến vô thường ấy đó. Tàn hại trần gian mấy sách na đó nha. Rồi còn những người đi biển ta làm nghề hạ bạc đó. Mỗi một cơn mà gió bão như vậy là cái mệnh sống của người ta rất là lo âu, rất là mong manh, rất là sợ hãi đó. Và năm nào cũng có người làm cái nghề biển bị không bình an, bị chết. Thế thì là không phải là mong manh vô thường là gì? Ai lường mình là chết. Còn cái đi trên bờ đường bộ này, đường bộ đâu phải là ngon, đâu phải là làm nghề biển mới đáng sợ. Mà đi trên đường bộ này, đây là hở gà ở bên Đà Lạt này gần tôi đây nè. Cái xe đó, anh tài xế, anh chạy theo nghe cái tin đó thì anh tắt một chiếc xe nhỏ gì đó mà anh lũi vô trong cây cầu, nó rớt chiếc xe đó xuống dưới một con sông, nó chìm luôn, chết hết là mấy chục người. Thế thì có ai nghĩ rằng mình đi về thăm bà con mình mà một chuyến đi vậy mà không về tới nhà mà chết thì được đâu. Đó, cho nên đọc cái bài này là cũng để nhắc nhở sự vô thường nó vậy đó. Rồi nhắc lại cái chuyện mình lớn hơn mà xa hơn ấy, thì là đường Sơn, cái tỉnh Đường Sơn của Trung Quốc là cách đây bao nhiêu năm đó, nó động đất sụp đất chính là cả chục ngàn người. Rồi gần đây Indonesia, Ấn Độ, là tức làng này nó sụp động đất cũng chết là cũng bao nhiêu ngàn người. Rồi ở Somali, rồi ở các nước trên thế giới nhiều lắm, nhớ không có hết. Ai nhớ là cứ nhớ phụ thôi, bây giờ là tin tức cập nhật cái mà. Động đất này là một chỗ là biết hết rồi. Ở bên Nhật cái động đất mà nó rung lên tới cái nhà máy rồi tới cái hậu quả cho tới bây giờ hình như là mới sửa lại, mới cho chạy lại mà dân chúng biểu tình dữ lắm, họ sợ mà nếu mà nhà máy nguyên tử mà nó hư sụp á là cái phóng xạ nó tàn hại xung quanh nó dữ lắm. Cho nên về mặt chính phủ là cần có điện người ta cho chạy lại, ta sửa rồi, nhưng mà dân họ sợ, họ phản đối, họ biểu tình. Đây là mới động đất của Nhật gần đây, tháng nay cũng được năm gì đó. Thế thì là cái sự mà vô thường nó nhanh lắm. Học cái bài này là vậy đó. Mong manh biểu hiện vô thường ấy tàn hại trần gian mấy sắc nè. Đó, nhìn khói mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức về khói, rồi liên tưởng tới cả sự động đất. Liên tưởng tới cả tai nạn của đi biển,
liên tưởng tới cái sự tai nạn chết chóc của đi xe hơi, liên tưởng đến cái sự tai nạn chết chóc của bão tố, đất sụp đất chùi, liên tưởng tới cái sự ăn một bữa ăn nào đó chất độc cũng có thể chết được bao nhiêu người vì chất độc, nhân dân và nhân dân. Thành ra trong khói hoàng hôn để mà liên tưởng như vậy để chi? Để nghĩ tới cái cơn vô thường, để mà dòm lại mình đi, ngũ uẩn này là vô ngã đó, thất đại là giải không đó. Để làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống, nhưng mà đừng có làm những cái điều tội ác của ba nghiệp, để cho trong cuộc sống có nhẹ nhàng, có an lạc. Rồi đó là gieo một cái hạt giống lành trong hiện đời cũng như đời sau có sự an lạc. Mà nói đời sau rồi nói vậy chứ mà nếu mà đi sâu thì giờ nữa thì tôi có cái bài khác hơn nữa. Đừng có quan trọng cái vấn đề đời sau ghi gớm, nó không phải vậy đâu. Nếu mà quan trọng cái đời sau nó coi chừng, không phải đạo Phật đó. Đạo Phật không phủ nhận đời sau, nhưng mà đời sau kiểu nào chứ không phải là có cái hồn để mà đời sau rồi trở lại làm ngạ quỷ khổ sở như má một liền đã tập ra nghe. Tôi đã điểm cái chỗ đó rồi đó. Mẹ một liền làm những điều tội ác, cứ theo một liền nói ha, thì làm những điều tội ác bình sanh rồi chết rồi đọa, đọa làm ngạ quỷ, cái đó tập đó nha. Mà tôi nói gì cái đó cũng nhiều lần rồi đó, nhưng mà không phải ai cũng để được cái đó đâu, cái đó sâu sắc lắm, phải có thiền định mới thấy được cái đó, còn bằng không là không thấy được cái đó. Nói là mẹ Mục Liên chết rồi là cái hồn của mẹ Mục Liên rồi đầu thai làm cái con ngạ quỷ đói khổ, rồi Mục Liên rồi xin cơm mình đem tới đưa vô, rồi bà mình đưa bóc cơm đưa vô miệng là miệng là cơm quá thành than, cái đó coi chừng đó. Cái nào có chân lý mới nghe, còn nào không có chân lý nó thuộc về ảo tưởng quan đường, người ta ngụy tạo là coi chừng phải lửa bỏ đó. Giống như con thiên nga vậy đó, con thiên nga là rút dưới nước, thậm chí là nó rút, nó rút ở trong bùn á, trong nước đục á, mà nó ăn là nó ăn còng, nó ăn cua, nó ăn ốc, nó ăn hết, chứ nó không có ăn bảm bảm mía hay là rắn đến lá mục à, phải giặt ra mới được đó nha. Còn bằng không là thiên nga mà nuốt vài cái chùm rắn đến là bảm mía mục vô thì còn gì cho thiên nga, chết lắm, không còn, không sống nổi. Cho nên học đạo là học Phật là ta phải tư duy quán chiếu, mà ta nhờ là Thiện Lương Tri Thức, ta nhờ Minh Sư là vậy. Nãy giờ là một tiếng đồng hồ rồi đó, bây giờ thì nhắc nhở cỡ vậy thôi, gần ở đây được rồi, gọi là nhắc nhở vậy đó. Thì cái bài này là thuộc về cái đối tượng tham thiền thứ 12 của cái tập 6 đó. Các vị khi nào đến rảnh thì lấy cái tập 6 ra rồi mở cái bài đối tượng tham thiền thứ 12 có cái nhan đề là trong khói hoàng hôn để mà nhắc nhở chơi, tự mình nhắc nhở mình. Trong đó các phần trực chỉ tôi giúp thêm ý tứ dữ lắm đó. Cho nên một cái đối tượng tham thiền là đầu đề là trong khối hoàng hôn. Nhưng mà nếu các vị mình đọc cái lời trịch chỉ mà tôi đã biết đó, thì các vị thêm 10, 15, 20 cái đối tượng tham thiền nữa ở trong cái bài viết đó. Còn cái nói thì tôi nói không bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà cho hết. Nói luôn mấy ngày cũng được, điều đó có thật. Nhưng mà sức người có hạn, lại những người nghe người ta cũng có hạn, chứ ai ở đâu ngồi nghe hoài lấy gì ăn, không đi làm lấy gì ăn, đâu phải tu lại Phật không mà Phật cho mình cơm gạo tiền áo để ăn, để mà nuôi vợ nuôi con, là nuôi chồng nuôi con, sống trong hạnh phúc gia đình được ở đâu, không, đạo Phật phải làm, Phật tử tại gia phải làm,
chứ không thể ngồi đó mà chờ, ngồi chờ sung rụng để cầu nguyện danh sinh đó, không có đâu nha. Phật tử tại gia là phải đi làm, còn Phật tử xuất gia thì cũng phải đi làm cái nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ khất sĩ của mình. Mà khất sĩ đúng nghĩa khất sĩ thì dầu là không làm ra của cải vật chất, nhưng mà nó lại giúp cho nhiều người làm ra của cải vật chất mà vẫn sống được bình an, hạnh phúc. Do vậy mà cái sự đền trả của cái người khất sĩ xuất gia đó nó khác, chứ cũng có đền trả, cũng có đóng góp vào trong xã hội, chứ không phải là ăn không ngồi rồi chơi không mà được đâu rồi nha. Không phải là mang chiếc áo gọi là áo tu sĩ của Phật giáo bằng nam tôn hay kiểu nam tôn kiểu bắc tôn gì đó rồi ăn chơi phè phở vậy đó, người ta cúng ăn vậy đó, ăn không vậy đó, không phải à. Cái đó cũng không phải khất sĩ thiệt à. Cho nên nói cái từ khất sĩ thôi, để tử Phật là khất sĩ đấy, nhưng mà coi chừng khất sĩ nào mới là đệ tử Phật, khất sĩ nào là khất sĩ thiệt, còn có khất sĩ nào lại cũng có khất sĩ giả. Nhưng mà cái đó hỏi biết mình chỉ, mình không dám chỉ. Vợ bạn ra đấy, mong rằng là các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa, thì mình hâm nóng nhau mà, để mình tạo điều kiện nhắc nhở cho nhau vậy đó, để có cái dịp mình hoặc là nghe lại, hoặc là mình lật quyển sách mình xem lại, gọi là nhắc nhở nhau trên đường tu học. Và bởi vì đây là còn đâu khoảng 10 ngày, 12 ngày gì nữa đó, tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh, về Sài Gòn, cũng làm việc 4 ngày liên tiếp nữa như vậy, như lần rồi. Lần rồi thì tôi về Sài Gòn, tôi cũng triển khai 4 ngày liên tiếp. Đợt này thì cũng tính dưỡng sức, để rửa ít bữa cũng về triển khai 4 ngày liên tiếp như vậy, để cúng dường cho các Phật tử tăng ni trẻ gần xa. Tôi thì là chúc sức khỏe tất cả và dừng ở đây. A Di Đà Phật.